Xin chào các bạn đến với kênh Dương Trần TV. Hôm nay Dương Trần TV đang có mặt ở cái cửa hàng của anh Thái ở đội 7 sát Thương Mỗ, và đặc biệt là có em Trung mà mình vừa chia sẻ cái video trước, tức là tận bên Minh Linh Hà Nội sang, và đây là anh Thái. Và cửa hàng thì đây, cái địa chỉ mình quay cho các bạn địa chỉ đó, các bạn nắm được không? Đây là địa chỉ cửa hàng anh Thái là đội 7 Thương Mỗ các bạn nhé. Là vật tư nông nghiệp này. Thì mình chia sẻ các bạn tại sao mình lại chia sẻ các bạn lần nữa, để vì là sắp sửa vào bước vào cái vụ mới. Thì đây là có em Trung thì đã áp dụng cái kênh theo kênh của anh, đúng không? Thì vừa rồi em lại nói cái có khi video trước là người ta không xem. Thì em thấy cái hiệu quả cái áp dụng cái kênh Đức Nhân TV thế nào em? Hiệu quả rất là tốt, và em thực hiện theo đúng kỹ thuật mà anh đã nói trên kênh, và các loại thuốc phun thời điểm nào và nào phải phun thì là em là thực hiện đúng, là rất là hiệu quả. Bưởi ngon và sai quả, đúng không? Và năm nay kinh tế của em thu so với năm ngoái là hơn. Như nói video trước đây em nói là rất là hiệu quả, đúng không? Tức là bưởi năm ngoái em bán 25, năm nay bán 30.000, đúng không? Và em năm nay mỗi cây hơn 100 quả mà có 30 cây, để giờ hiện tại là thái hạn là em Trung nó bán được đã 100 triệu rồi, dài 100 triệu rồi, và vẫn còn có bưởi. Đấy là cái chất bưởi, lượng chất lượng bưởi nó ngon. Bán được giá. Rất nhiều bưởi bán không bán được, nhưng mà năm ngoái là bán 25, nhưng năm nay bán được 30. Pháp kỹ thuật của Đức Nhân là bán còn đắt hơn cả năm ngoái. Đắt hơn mà sai quả hơn. Thì bây giờ hôm nay để cho cái một vụ bưởi mới để được mùa và có đưa khoa học, thì thường thường là em Trung từ đầu năm rồi toàn sang đây lấy thuốc của cửa hàng chỗ anh Thái đấy, đúng không? Thì hôm nay thì lấy thuốc gì, phân bón gì để chia sẻ cho bà con, thì hai anh em chia sẻ với nhau và mang các cái thuốc sản phẩm bón gì cho bà con nắm được. Đấy, bây giờ là thường thường là mình đầu năm là giai đoạn này là phun gì thì em lấy thuốc luôn. Đấy, hôm nay em chia sẻ thì Thái mang cái thuốc cho phun và cái bón, phân bón. Trước tiên là phải hóa đơn chứng tư. Bây giờ là sau khi là, nhưng mà mình đã phun là rửa cây, là tức là mình phun rồi thì chưa phun rửa cây, thì nói chung là nếu mà cái rửa cây này khả năng là để cái tầm mà nó ngún độc thì phun cũng được. Giờ mà phun nó bật độc ngay. Giờ phun không cần. Được. Bây giờ cứ để cho cây nó nghỉ ngơi. Thì bây giờ là mình phun cái Epfolo 94 này này. Một gói này là 1 cân. Thì pha được khoảng 200 lít nước. Đây là cái dòng phân lo 94 mà Đức Nhân TV từng chia sẻ các bạn, dòng này là để kích thích ra hoa các bạn nhé, để cho cây hoa nó khống chế, ức chế cây cho cây nó ra hoa, sinh trưởng ra hoa các bạn nhé. Đấy, ra hoa này, cái này là phun cho những cây bưởi nó tơ hoặc là nó khỏe, để cho nó phân hóa mầm hoa, để cho ra nhiều na hoa. Đấy. Và một cây quái là 1 cân là được bao nhiêu bình đây? Đây anh... là pha được khoảng 200 lít nước. 200 lít. Cái cộng thêm cái quái là phân hóa mầm hoa này. Quái này của nó chỉ có 4.000 thôi. Nhưng mà mỗi một phi là cho được khoảng 10 gói này vào nữa. Cái này là nó phân hóa mầm hoa, cái này là kích thích ra hoa. Đấy, hai cái này là phun vào là cứ 1 cân này, cái cộng với 10 gói này là pha được 200 lít. Nếu mà cây mà bưởi tơ ấy thì phun được khoảng 2 đến 3 lần. Nếu mà bưởi già thì mình chỉ phun được 1 lần. Đấy. Trước tiên là phun cái này. Đấy, trước tiên là phun cái này. Rồi, cái đấy là cái đầu tiên. Thế cái thứ hai nữa là lúc khi có hoa ấy, thì ta phải phun thêm cái dòng thuốc ra hoa ấy, và có hoa thì ta phải phun bổ sung cái thằng dưỡng hoa. Đấy. Thằng dưỡng hoa thì như hay thằng Epfolo 95 ấy, có dùng đấy hay là để sửa sau? Sau khi đến giai đoạn khi nó ra hoa, nhú lục ra hoa thì mình phải dùng cái thuốc sinh học cho mát, phun nhện đỏ rồi sâu ve bùa rồi giận. Đó, cho nó mát. Là phun theo tỷ lệ là loãng thôi, không cần phun đặc. Khi nó nhú ra hoa thì một là dùng cái Abatimex này, loại 3.6 này. 3.6 hoặc là cái dòng 4 chấm cũng có, đúng không? 6 chấm không có. 6 chấm cũng có. Nhưng mà này, sinh học thì không sợ lắm em nhé. Sinh học ra đây phun được mà. Đấy. Đây cái này là 6 chấm này. Đây. Đấy, các bạn nhé, đây là dòng 6 chấm của sinh học các bạn nhé. Nhiệt đỏ. Quanh lúc có hoa nhú lộc. Nhú lộc bắt đầu lứt bắt hoặc là ra 20 phân cũng phun được. Còn là gần nở cũng phun được. Gần nở phun được. Đó là sinh học mà. Thì nó không sợ lắm nhá. Đấy là cái mình dòng dùng rất quan trọng nhá. Cái này là lúc nhú lộc nhú hoa. Đấy nhá. Thế còn khi đến giai đoạn hoa lở ấy thì mình phun cái Zoomin này, cái F95 này. Đấy. Đây. Đến lúc giai đoạn mà hoa lở. Hoa lở là tầm nó khoảng 40. Thì ra ngoài cho sáng, ra ngoài đấy cho anh. Khi hoa lở độ 40 đến 50% thì mình phun một lần. Hai cái này phun cùng nhau được. Hai cái này phun cùng nhau. Cái bổ sung thêm một cái quả. Đây là cái bài của anh Thái, là lúc mà hoa nở 40-50%. Nhưng mà kinh nghiệm của anh nhá, anh chia sẻ với Trung với bà con là anh đánh từ lúc bắt đầu nó có nhú lộc hoa, nếu cây yếu là anh đánh cái này rồi để cho nó hoa to. Đấy, và nó có chất, để nó có sức, lúc khi ra hoa nó mới không có lưu ý. Mình đánh ngay vào thì nó sợ là nó chưa kịp ăn ngay hoặc là nó có sức, thì cái 95 này anh đánh từ lúc bắt đầu nhú lộc hoa đánh rồi, anh đánh rất nhiều lần. Và lúc bằng quả có thể cái mà đánh. Và mà đánh nhú lộc hoa thì đánh này không vấn đề gì. Không vấn đề gì, đây là dưỡng hoa mà.
Tức là khi nó ra hoa rồi ta bánh, tức là nở do hẳn 10 phân lúc hoa chưa nở vẫn đánh thoải mái, và lúc có hoa vẫn đánh được thoải mái. Chứ còn nếu mà tưởng tượng như anh Thái bán này hàng ấy thì anh chia sẻ là bán lúc nó có hoa là đánh lúc để chốt đấy, nhưng mà cứ lơ phát là đánh luôn thì là nó đậu quả đấy, chờ đến lúc thì nửa quả nó gặp thời tiết xấu đấy. Nếu mà phun thế được thì càng tốt đấy, mà tốn tiền hơn thôi, tốn tiền hơn thôi. Thế nhưng mà để mà nó giảm chi phí thì mình cái hai thời điểm quan trọng nhất là khi hoa nở độ 40-50% và tầm độ khoảng gần tắt hoa rồi phun một lần nữa, hai lần đấy là hai lần quan trọng nhất. Thế còn cái giai đoạn mà để nó phát triển cái nụ ấy, thì phun được thì càng tốt. Cộng thêm cả cái đây, cộng thêm cả cái vi lượng đức. Cái vi lượng đức này, đây, anh hay phun này. Đấy, anh chia sẻ với em đấy. Hoặc là được cây yếu quá thì tao đánh thêm thằng thằng rong biển. Là ok. Đấy. Chỉ cần thế này thôi. Anh đánh ở đây hai loại này là thứ nhất là cái tại sao bà con để ý là tại sao mà nhiều người không phun lúc ra hoa đậu quả là rất hay bị mất mùa ấy, là bị sương mai rồi các thứ này. Thì đây mình dùng cái Zizumin là 68 VGG các bạn này. VGG nha các bạn nhá. Cái này nó nhẹ mát và nó chiết xuất mát rồi. Còn các bạn mà dùng cũng thằng này mà 72 nó sẽ nóng mà hoa sẽ bị hỏng. Đó cho nên bà con phải nhớ đánh lúc ấy có sương mai. Và rồi là mưa sương rất nhiều. Mưa phùn nó còn mưa muối nhiều là cũng hỏng. Thế cái này là rất tốt các bạn em nhá. Cái này pha tầm độ khoảng 30 lít thôi. 30 lít rồi về. Đánh 40 lít cũng được. Nếu mà đánh phòng 40 lít cũng được. 40 lít nó vẫn tốt mà đánh hai bình vẫn tốt, nhưng mà đánh nếu mà thời tiết mà nó mưa nhiều. Thời tiết mưa nhiều hoặc là đúng tầm đang lở quả mà dễ bị nấm là phải đánh. Đấy. đặc hơn được đúng rồi. Đấy, còn nếu mà phun thường xuyên thì đánh 40 lít. Nếu phun thường xuyên 40 lít đánh 2 bình. Kinh tế đánh 2 bình. Hai bình nó vẫn anh cứ bình thường là anh đánh là một phui 200 lít là đánh 5 gói rồi. Nhưng mà nếu mà trường hàng xóm người ta đánh nặng hơn không vấn đề gì cả. Đấy là thế đây là cái này là cái phân bón là như thế nào nắm được chưa em? Và cho bà con biết nhá. Flo 95 với Zidomin ở phun lúc nhú bọt hoa cũng được, mà các bạn muốn nở hoa phun cũng được. Còn theo mà cây yếu là mình phun từ lúc nhú hoa đến lúc nó dưỡng hoa đấy, đến lúc tận lúc đậu quả bằng ngón tay cái vẫn phun để cho đỡ rụng sinh lý. Nhưng hai giai đoạn là quan trọng nhất đấy. Là lúc nở hoa cần phải phun. Nở hoa là cần phun. Cần phải phun, không phun là tức hỏng. Là mình chỉ có phun cái dưỡng quả và cái nấm bệnh thôi đấy. Chứ không phun thuốc sâu. Đây là anh chia sẻ với Trung Mỹ có Thái bán cửa hàng đây, tại sao là ở Thượng Mỗ này nhà ai cũng phun lúc ra hoa nhưng nhiều nơi không phun là hỏng. Mà Thượng Mỗ là không bao giờ mất mùa cả. Cả Trung Anh có ghi các xã khác huyện khác mất mùa nhưng Thượng Mỗ không mất mùa. Vì kinh nghiệm họ đánh vào đúng lúc rất quan trọng. Đúng rồi. Bao năm nay cả làng phun chứ không phải mình anh đâu nhá. Đấy không tin thì cứ hỏi này. Hoài anh Thái là cửa hàng Thái đó. Là rõ nhất rồi. Đúng rồi, bán hàng. Người ta bán được ta mới dám bán, không bán là về hỏng người ta mai ai ta đi mua nữa. Đấy còn cái nhiệt đỏ các bạn nắm rồi. Còn cái về phân bón các bạn nhá, thì anh Thái chia sẻ cho bà con với một số anh em này, khi ta dùng trong đầu năm thì ta bón cái gì theo cái anh ạ, Thái cũng dùng cây. Theo tôi thì bây giờ tôi cũng bán cho rất nhiều người. Cái trước hết là xới đất nên để được khoảng 5 đến 7 ngày đi để cho nó đổ khô dùng. Với lại nó khô các tôm. Khô các cái đầu rễ mà cái vết thương đấy. Thì mình bón cái phân Silic này cộng với cái NPK tỷ lệ là 53. Đấy, cái này tỷ lệ thấp thôi. Thì mình bón là cho độ 2 cân Silic một gốc cộng với 2 cân NPK. Cái loại rẻ tiền thôi, nó là 5-6 nghìn một cân thôi. Tức là hai cái này mà mình bón xuống, nếu giả sử mà thời tiết nó có mưa xuống nó cũng không ảnh hưởng gì đến cây. Đấy, cái lân này là lân nót mà tỷ lệ đạm nó chỉ có một tí thôi, không có gì cả, nó chủ yếu là lân. Mà lân nó để nó phát triển cái bộ rễ, mà cái lân này là lân nó nhả chậm nên là nó ăn cả năm cơ, hai cái loại lân này ăn cả năm. Thế sau khi mà đến lúc mà thời tiết cách lập xuân khoảng 7 đến 10 ngày thì ta có thể là dùng cái đạm canxi này. Đây. Đạm canxi của Đức này, cái này là của Đức. Thành phần của nó là đạm là 27%, canxi của nó 8,44%. Cái đạm này là đạm nó có hai thành phần đạm, một là NH4 cộng và NO3 trừ. Nên là nó cái hai cái thành phần đạm amôn này. Cái thành phần đạm này là nó tức là nó làm cho cây là phát nộc ra hoa ra lụ này. Còn cái thành phần canxi này thì nó sẽ làm ra cuống này. Được rồi, em anh đang có quay phim ra cuống này, chống rụng hoa rụng quả lon này. Đấy, mà cái này nó còn cần tác dụng là giúp cho cải tạo đất rất tốt và ổn định cái độ pH trong đất này. Đấy. Cách lập xuân độ khoảng 7 đến 10 ngày thì bắt đầu bón cái này tưới là nó ăn tức thì luôn. Có một cái thứ đạm này là nó rất hay này. Đây nó hai đạm, cái đạm đây nó có hai amôn là đạm kiểu gần như nước tiểu của mình ngày xưa đấy. Dạng đấy. Ammoniac đấy, cái đó đạm nó rất là tốt. Đạm kiểu như là tự nhiên đấy. Đạm nitrat thì nó ăn trước, còn đạm amôn nó ăn sau. Đấy, rất tốt. Thế nên là nó cung cấp đủ dinh dưỡng trong một thời gian dài. Còn cái như anh Thái nói cái xí đông sơn này là để nó cung cấp cái khoáng vi lượng để cho cây nó đủ chất.
tức là nó là khoáng lượng, còn NPK là đa lượng, là nạm nạm kali. Đấy, sau khi mà có đậu quả rồi hoặc là khi mà đang nuôi hoa to thì cần thiết tốt nữa thì ta phải dùng bổ sung thằng cái Việt Nhật chẳng hơn. Đấy, để nó có gì nhỉ, cái Việt Nhật đây thái bỏ cái bao đây, nhưng hoặc là nó có quả con chẳng hạn thì ta tăng cường thêm một số chín đồng sơn đây, đây cái chín đồng sơn đây, cái bột đây bỏ ra đây, thì cái mà dòng hoặc cái quả tháng 3, 4 hoặc là có quả con là cũng đều bón được nhá, để ý nhá, để nhá. Ngay là 17% để cho cái cuống nó phát triển và cái chắc đó, chắc quả, nó chắc cuống chắc quả, tức là quả nó đúc mấy này mình bón ít để cho nó đủ chất. Vì sao, tức là không có loại thì dùng các loại mà là cứ co bo kẽm cộng te này, tức là có vi lượng trung lượng là nó sẽ cái này đủ chất. Nó có cả canxi magie này, canxi magie là nó đậu quả nó không giúp, hàm lượng là kali khi có quả con, khi quả con ấy nó rất hay hay dụng sinh lý thì cái này nó đủ dinh dưỡng chất. Đấy, cái này bón là lúc khoảng tầm tháng 3, 4 đều phải bón đấy. Tháng 3, tháng 2, tháng 3 là quả nó nhỏ nhỏ là phải bón luôn để cho nó có đủ chất, không cần bón nhiều. Một cây khoảng 2 nạng là được rồi. Đấy, bổ sung luôn cho cây dinh dưỡng. Và thằng xí Đông Sơn này thì chỗ anh Thái vừa chia sẻ với em là anh cũng đã làm rất nhiều video cái này rồi. Thì năm nay nó mới về khu này nhưng mà rất tốt. Bà con rất là phản ánh rất là tốt. Đấy, quay một số video một nhiều nơi như bác Hùng ở trên Thạch Thất này. Rồi là một số các bác ở bên Vĩnh Phúc vừa rồi em bên em đấy, dòng 2 cây đấy. Và nhà anh và một số sông xóm rồi. Bón 2 cây mà ngon quá. Đấy, ngon quá đấy, không bán đấy thì Vĩnh Phúc đấy. Thì cái này là bón bổ sung sau khi thu hoạch, cây mà yếu thì ta tăng lên 4 cân cũng được. Vì nó không có hại dễ. Còn cây nó khỏe thì ta bón 2 cân để cho nó tốt tốn kém. Cứ bón nó khoảng 3-5 nghìn thì đất của mình phì nhiêu màu mỡ mà không sợ he đắng. Đấy, không sợ he đắng luôn là hay rồi. Cái này nó cũng làm ngọt quả đấy. Ngọt quả mà không sợ đắng mà vàng mã quả, mã mã đẹp. Thì là như vậy, cho nên là chia sẻ cho em với bà con là nắm được một số cái cần bón trong năm. Tất nhiên có những cái nơi không có dùng sản phẩm này thì ta cũng dùng sản phẩm khác nhưng nó tương tự để thay thế. Bởi vì có phải lúc nào cũng có đủ các cái sản phẩm đấy đâu để mà bón, đúng không em? Còn như không có Sinic Đông Sơn thì mình phải dùng cái sản phẩm nân khác cũng được. Như là nân vi sinh, các thứ. Sông Danh hay là, đúng rồi. Đấy, nhưng mà năm như năm ngoái anh chưa biết Sinic Đông Sơn thì anh dùng nân bột. Nhưng năm nay anh cắt bỏ nân bột, anh dùng thằng phân bón Sinic Đông Sơn này thay thế cho nân bột. Nhưng anh vẫn phải có NPK để cho nó có đủ có nân trong đấy. Đấy. Thế là đầu năm là chỉ cần hai cái thứ đấy thôi. Hoặc là cần thiết thì mình sẽ bổ sung dần. Nhưng mà chứ anh Thái anh bán hàng mà anh chỉ bảo bạn em phun hai lần cái thằng Jizu với thằng Flo 95. À, nhưng mà đánh kép được, nhưng mà anh thì anh kinh nghiệm anh ấy thì anh đầu tư vào đúng ý nhiều. Và tuần 10 ngày nếu mà mưa xấu tiết xấu là năm anh có khi phải phun cơ. Nếu mà mưa còn không mưa thì tuần phải phun đấy, phun nhạt thôi được. Lúc mà có lũ mà phun được thì càng tốt. Đấy nó hiệu quả. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là hai cái đợt hoa lở ấy. Lở rồi. Là phải đánh được. Đấy, lở mà phải chốt được thời cơ đấy. Toàn thằng cái thằng Jizumi này thì người ta đánh kép cái bạn đánh kép nhá, người ta thường đánh là cách nhau 7 ngày là có thể cách nhau được. Khi mà đánh kép này nó có thể hiệu quả nó được 21 ngày cơ. Đấy, hiệu quả 21 ngày các bạn nhé. Đây là theo cái nhà khuyến cáo của công ty Shigata này, Shigata này. Nhưng mà anh cứ thôi, cứ tạt ăn chắc, tức là mình đầu tư thêm cái tiền nhưng mà nó sẽ được mùa hơn. Còn cái này phun vào nó hiệu quả rõ rệt. Nó hiệu quả rõ rệt ngay. Đó, đừng phun các cái loại khác, cứ phun cái loại này. Nhưng mà nhớ là vẫn như em làm nay vẫn phải. Alo. Chưa, cứ ăn cơm trước đi, anh chưa về nhá. Chưa nhá. Đó cho nên là chia sẻ với em bà con là như vậy. Cái sản phẩm này mình dùng tùy theo khả năng cái túi tiền của mình, nhưng mà theo cái kinh nghiệm anh em chắc ấy, là anh phun cứ bắt đầu nhúm mầm hoa cái này anh đánh Flo 95. Và cứ mưa sương là nếu mà mưa thời tiết xấu là anh đánh 5 ngày 7 ngày đã phun rồi. Nhưng thời tiết đẹp thì có khi năm này phun cái chai nhện sinh học. Sinh học đấy. Sinh học phải đánh được đúc ra họ nhúm mầm hoa và đánh luôn. Còn giờ cuối năm là anh đã chia sẻ video với em bà con là anh nơi lá giàn anh ít dùng. Anh dùng một đợt lúc mà ra những mầm hoa thôi. Đúng đấy. Để cho nó kinh tế. Kinh tế. Giảm chi phí. Cái nhện sinh học kia có đánh lẫn được với những cái được hết. Đánh được hết. Chỉ có mỗi gốc đồng là không đánh được thôi. Đánh được hết. Cho nên là em nắm được như thế. Tất cả cái gì thì anh Thái và anh đã chia sẻ với em và có nhiều video khác. Em có gì thấy hay thì cứ bình luận ở dưới cho bà con để học hỏi để có lòng tin ấy. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn anh Thái cửa hàng. Cho số điện thoại là gì nhỉ? Quay Thái có 0396698 644. Rồi ai có muốn mua cái sản phẩm thì anh Thái ship cho thì ta sẽ đọc số điện thoại vừa rồi. Và trước kia thì chú anh Thái đây là không muốn bán ship đâu. Nhưng mà khi vừa rồi anh chia sẻ với Thái là bà con ở nhiều nơi xa người ta cũng rất yêu cây mà đôi khi cái sản phẩm tốt nó không có. Thì mình nên xúc cho bà con, thứ nhất là người ta cũng được mua và mình bán thêm sản phẩm. Thì anh động viên chỗ Thái và chỗ Thủy Cường đấy thì từ lúc bắt đầu bán ship cho mọi người. Đấy, giờ chưa mới có thể là lúc đấy em biết liên tục có khách mua. Rất là đông. Xin cảm ơn anh Thái cửa hàng với cảm ơn em Trung đã đến đây để anh chia sẻ một video hay cho bà con. Xin chào các bạn.